đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thủy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa môn trùng, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trăng soi đêm trường. Và nhớ rời Sài Gòn lúc 5 giờ sáng, chắc khách du lịch cũng đã ngủ tròn giấc đêm qua. Phía trước là quốc lộ 1 hướng về miền Trung, dãy đất hẹp dĩ như cây đòn gánh của nước Việt Nam. 7 giờ, xe đã qua Long Khánh đến ngã ba Tân Phong. Dọc theo bên đường, những quầy trái cây xuất hiện rất nhiều, đủ các loại trái cây ngon ở miền Nam: trôm trôm nhãn, măng cụt, bơ, sầu riêng, mít tố nữ, chân đã ban ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương. Đi chơi đâu có gì dỗi dã, đến đâu có đặc sản ghé xe vào mua đem theo ăn chọc đường. Măng cụt 25.000 đồng một chục 12 trái, cắt một trái ăn liền. Muối măng trắng đầy, hột nhỏ thơm ngọt liềm. Mua vài chục thủ sẵn, kẻo ngày về hết mùa không có măng cụt để ăn. Quê hương chốn thanh bình, có bầu trời xanh thắm xanh, đồng lúa ta canh có bánh lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ. Tiếp tục cuộc hành trình, xe chạy ngang qua khỏi căn cứ 4 rừng lá. Ngày xưa nơi đây lá buông mọc đầy thành rừng suốt hai bên lộ sâu vào trong núi. Còn bây giờ không còn một cây để giới thiệu cho mọi người biết cây lá buông như thế nào. Dân muốn khai thác lá phải đi xa mấy chục cây số, vào sâu trong núi mới có lá. Lá bây giờ không còn lá to và tốt để làm nón, người ta chỉ sử dụng làm dách và lợp mái mà thôi. Em ra chốn đô thành, mong thành của tấm ngày nay. Từ nay giữa chốn cồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Chín giờ sáng xe tới Phan Thiết ghé vào ăn sáng. Trong quán người ta cũng bày bán nhiều thứ như bánh cốm, kẹo hột điều, cốm sữa sầu riêng, các loại cá khô tẩm gia vị, cá thiều, cá mai, cá đục, mực ép, mắm ruốc, mắm cá cơm, nước mắm, mắm tôm, có cả cà pháo ngâm giấm ớt. Phan Thiết lừng danh với nghề làm nước mắm, về chất chỉ đứng sau Phú Quốc mà thôi. Hãng nước mắm Liên Thành là thương hiệu số 1 của nước mắm Phan Thiết. Xưa kia, nước mắm Phan Thiết được vận chuyển vào Nam bằng ghe bầu, chứa trong những thùng cây lớn hàng trăm lít. Đặc biệt, chắc quý vị còn nhớ nước mắm tỉnh làm bằng đất nung vôi. Một tỉnh chứa 2 lít, bên ngoài bện bằng lá buông để dễ sắc. Mong thành của tấm ngày nay, từ nay giữa chốn cồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Em ra chốn đô thành, mong thành của tấm ngày nay, từ nay giữa chốn cồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Bao giờ trở về Việt Nam thăm đồng lúa vàng, thăm con. Chào các quán ăn này, quý vị có thể gọi hủ tiếu, mì nấu hoặc xào với tôm mực ăn lót lòng, vì trời hãy còn sớm. Nếu là buổi trưa thì nên ăn cơm với canh chua cá ngừ, cá thu chiên sốt cà dầm nước mắm với xoài bằm, ngon hết ý. Ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ướt mang sầu. Phan Thiết còn nổi tiếng với nghề làm ruộng muối. Những cánh đồng muối bạc ngàn được xẻ từng ô, trời xanh in bóng dưới mặt nước bóng loáng. Những người đi cào muối, gánh muối, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Phan Thiết còn là nơi nhà thơ Hàn Mạc Tử ôm mối hận tình với nàng Mộng Cầm xinh đẹp. Ôi trời ơi, là Phan Thiết! Phan Thiết mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi. Ta đến nơi nường ấy vắng lâu rồi, nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ. Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ. Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng. Ta giải tung thơ lên tận sông Hằng, thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết. Hỡi Phan Thiết, Phan Thiết, mi là nơi ta chôn hận nghìn thu, mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư. Nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống. Rời Phan Thiết tiến vào Ninh Thuận. Vào mùa hè, hai bên đường các đồng cỏ cháy khô, bầy cừu chăn thả lên đến vài trăm con. Chúng chạy lăng quăng, miệng luôn luôn nhai nhớp nhép. Còn miếng cỏ nào là chúng ăn sẵn. Nuôi bò, cừu, dê là một nghề thịnh hành tại dải đất khô cằn này. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trồng niềm vui chưa chan. Đường xe lửa xuyên Việt chạy song song với quốc lộ 1, nằm sâu vào phía trong đồng khô. Chuyến tàu hỏa chở hàng với mấy chục toa kéo dài cả một khoảng không, mặc cho xe lửa chạy ầm ầm, những con cừu vẫn thản nhiên gặm cỏ. Mai mốt đi, chúng là nguồn cung cấp mồi nhậu cho dân tứ xứ. Xe đã đến Cà Ná, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Nó chạy dọc sát quốc lộ 1, tạo nên một cảnh quan hữu tình có một không hai. Mấy em bé bán đậu phộng luộc, những chùm nho mộng nước. Biết tâm hồn anh từng ngày vẫn luôn hàng có bóng hình em. Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dưới trời giữ màu xanh hồn vũ trụ, biển dồn ý thánh mộng thanh xuân. Những nhánh san hô giá 5.000 đồng, 7.000 đồng, 10.000 đồng đủ cỡ được các em bé chào bán cho du khách. Quý vị có thể mua đem về cho vào hồ cá kiển hoặc hòn non bộ trong sân nhà, sẽ tạo được cảnh thiên nhiên trong cuộc sống ồn ào bận biểu này. Biển Cà Ná cát trắng mịn, nước biển trong xanh như mời gọi. Mùi nước biển nồng nàn như thúc đẩy và đợi chờ ôm chầm lấy cơ thể quý vị. Bãi cát thoai thoải, đi ra xa mực nước chỉ tới lưng bụng mà thôi. Khách sạn Hòn Cò Cà Ná mới được xây dựng xong. Phía sau khách sạn là những hòn đá to ngắm biển rất đẹp. Đặc biệt có một hòn đá nằm giữa biển, gần bờ, cò thường về đây đậu. Ô kìa, một hình ảnh đậm đà tình quê hương. Những chiếc xe bò chở đầy cỏ đang leo dốc lên quốc lộ. Vì dốc cao nên người ta phải phụ đẩy. Từng chiếc một lần lượt lăn bánh, mấy con bò gồng mình cố rướn hết sức để kéo chiếc xe theo. Trông chúng thật tội nghiệp. Trở về quá khứ, lật trang sử tình đau nàng huyền chân, một trang quốc sắc thiêng để cho vua cha ôm mộng lớn. Xe chạy ngang tháp Hòa Lai, còn gọi là Ba Tháp,
thuộc xã Tân Hải, huyện Ninh Hải. Tháp trung tâm đã sụp đổ, hiện nay chỉ còn hai tháp. Tháp được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 9. Giờ đây, quý vị có thể thấy thấp thoáng đâu đó những người Chàm đang bước đi trên đường mòn, những vườn dừa xanh mướt đang ngả nghiêng theo gió. Cảnh xứ dừa chiều dịu đến mây sai, lòng chim nữ cũng ngất ngây dịu dời. Để dâng châu lễ châu ô, khuyên chân ra. Trời đã trưa, xe ghé vào quán Ngọc Sương ăn cơm. Quán này nằm ngay trên cầu Trại Cá Cam Thịnh, đầu cửa ngõ vào bán đảo Cam Ranh. Trong quán khách ngồi ăn đông. Quán được cất bằng vật liệu nhẹ, đa số bằng gỗ ván. Gió thổi lộng lộng từ vịnh Cam Ranh vào mát rượi. Cái cối đá nhỏ xinh xắn với những chú rùa là vật trang trí. Tiếng nước chảy róc rách từ cối đá xuống hồ nước tạo một âm thanh dễ chịu. Ngoài sân trên cây, hai con khỉ đông đưa mắt nhìn khách ngồi ăn. Tình thủy chung trăm năm đã vạn còn đây, anh không thể nào phủi tay. Thế nên quyết lòng không kế gian nguy, giữ cho mối tình keo sơn. Quý vị vào quán có thể chọn chỗ ngồi thích hợp tùy theo số người đi. Quán nổi tiếng với món gỏi cá mai cuốn bánh tráng chấm với tương pha gạch cua, kèm theo là khế, chuối, rau sống. Khi ăn, nhớ cắn thêm một miếng tỏi, trái ớt xanh cho đúng điệu. Thực đơn có nhiều món, nhưng đa số khách vào ăn gỏi cá, cá thu chiên bằm xoài, canh ngót cá chim, canh hủ qua dồn cá, các loại cá kho tộ vân vân. Ăn một bữa cơm giữa không khí trong lành, gió biển thổi mát rượi, làm bữa ăn càng thêm ngon, mặc dù thức ăn chưa xuất sắc lắm. Muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa, tan giấc mơ hoa, bóng người khuất xa, đôi đường từ đây ai bước đi không hẹn ngày. Người tuy xa cách nhưng lòng ta khắc ghi, bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong. Trên đường xa vắng bóng ai mờ quên, lòng thêm vẫn chiều xưa. Nói đến Cam Ranh phải nói đến những vườn dừa và những rừng xoài. Cây xoài Cam Ranh rất to như cổ thụ, cho trái rất sai. Mỗi năm Cam Ranh đưa xoài ra bán các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu qua Trung Quốc rất nhiều. Người ta nói dân Cam Ranh rất giàu, điều đó không biết có đúng không, nhưng quan sát thấy cuộc sống họ thoải mái, nhà cửa khang trang. Như quý vị thấy đó, dọc theo quốc lộ có hàng trăm sạp dựng liều che mái bán độc một thứ là xoài, có cả xoài màu hồng hồng gọi là xoài Ấn Độ. Dừng xe ghé vào một sạp bán xoài, quý vị thấy người ta làm một cái bội nhỏ chứa khoảng 10 trái gọi là một chục, tùy loại lớn nhỏ và nguồn gốc. Giá một chục 25.000 đến 50.000 đồng, tương đối rẻ. Tơ lòng còn vương trên đường xa vắng, bóng ai mờ khuất, lòng thêm vấn vương. Gió thông xa đưa gieo buồn sầu nhớ tới người chiều xưa. Gió thông xa đưa gieo buồn sầu nhớ. Ở đây phụ nữ kiêm luôn nghề vận chuyển. Một chiếc xe gắn máy có thể chở hơn cả 100 kg xoài, phía trước, phía sau, hai bên hông tận dụng tối đa. Người ta chở xoài đi bán cho các đại lý. Tại đây, người ta phân loại xoài chín bán ra Đà Nẵng, xoài sống đi các tỉnh phía Bắc và Trung Quốc.
xe gắn máy chở một người ngồi phía sau nặng 80-100kg, dễ chở hơn là đồ vật, vì con người có thể thả lỏng sau sự nhún nhảy của xe và có thể điều tiết sự cân bằng làm xe ít chao đảo. Muốn chở một thùng xoài 80kg phải quen thế, quen đường, tay ngang chịu cho xe đứng vững cũng là điều khó. Rời Cam Ranh đi ra Nha Trang chỉ cách 50 km, đột ngột ngay khúc cua một cánh đồng sen quá đẹp xuất hiện. À lệ hấp, xe tìm chỗ đậu, mọi người thả bộ đứng trên đường tha hồ ngắm sen, kẻ quay phim, người chụp hình, phong cảnh thật đẹp. Phía sau xa xa là núi, những bông sen nở hồng điểm trên những tán lá xanh, làm cho mọi người khoan khoái, nhẹ bỗng cả người trước cảnh đẹp hiếm có. Ở Đồng Tháp 10 cũng có những cánh đồng sen đẹp còn hơn ở đây, nhưng phải dùng phương tiện xuồng ghe để vào. Sen là loại cây được dùng làm thuốc, không bỏ bất cứ bộ phận nào. Hạt sen làm tăng thể lực, ăn sống hoặc phơi khô để dành nấu chè cũng được. Thời cổ, các nhà giàu thường nấu hạt sen với một số vị thuốc đông y khác, dùng để ăn ban đêm, làm cho giấc ngủ ngon. Nếu quý khách muốn biết đến thành phố Nha Trang chưa, chỉ cần nhìn cây dầu đôi cao 30 mét, tàn nằm che phủ miếu Trịnh Phong bên dưới, là đến cửa ngõ vào thành phố Nha Trang. Còn ai là dân xứ Nha Trang không khỏi chạnh lòng bồi hồi khi xe về đến nơi chôn nhau cắt rúng. Mượn tạm mấy dần thơ của ông Nguyễn Duy Khiêm Minh để nói lên điều đó: trong con chứa một Nha Trang, quê hương nỗi đó muôn vàng mến thương, biển xanh tô thắm phố phường, đường làng thuận mỹ dẫn dương tơ lòng. Từ trên khách sạn nhìn xuống đường Trần Phú chạy dọc theo biển Nha Trang, quý khách có thể đưa mắt ngắm nhìn biển Nha Trang xanh như ngọc với những hòn đảo xa xa. Thành phố nằm cận bên đón ánh nắng rực rỡ hắt lên từ biển cả, gió thổi liên tục làm mát rượi cả người. Xuống xe vào khách sạn lấy phòng, sau đó chuẩn bị cho chuyến du lịch buổi chiều. Sau một ngày ngồi trên xe mệt nhọc, bây giờ cái thú sướng nhất là đi tắm bùn suối khoáng nóng Tháp Bà. Người ta còn gọi dưới một cái tên nghe rất kêu: ôn tuyền thủy liệu pháp. Xe cứ đến Tháp Bà Xóm Bóng, đường 2 tháng 4 quẹo trái theo đường Sơn Thủy dọc sông Cái, vào khoảng 2 km là tới. Giá vé có nhiều loại như ngâm tắm bùn nóng đặc biệt bùn đơn 150.000 đồng, bùn đôi 250.000 đồng, ngâm tắm bùn tập thể người lớn 50.000, trẻ em 25.000. Các dịch vụ kèm theo như tắm hồ bơi, thác nước, sử dụng tia nước bắn mạnh vào cơ thể, vân vân. Ngoài ra còn có các dịch vụ khác phải trả tiền thêm như xông hơi, xoa bóp thư giãn, nhà nghỉ dưỡng, nhà hàng. Nước khoáng ở suối khoáng nóng Tháp Bà là nước khoáng mặn lấy từ độ sâu 100 mét trong lòng đất. Dân du lịch rất thích tắm bùn khoáng vì ngâm bùn nóng có hiệu quả rất tốt với các bệnh thống phong, khớp mãn tính, lao xương, hạch, vân vân. Đây là khoáng chất được khai thác từ mỏ thiên nhiên. Thành phần chính là carbonate, natri silic cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác có tính sát khuẩn. Tác dụng của bùn khoáng là tạo nên kích thích thần kinh ở da. Do có độ bám dính cùng các loại khoáng chất trong bùn, nên sau khi ngâm trét bùn, làn da được tẩy sạch và cảm giác rõ rệt là làn da trơn mịn hơn, tóc mượt không còn gầu, cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Người ta xả bùn vào bồn rồi khách leo vào tự mình ngâm tắm. Thời gian 30 phút là quá đủ cho cơ thể nóng lên. Bùn này sau khi khách tắm sẽ được xả bỏ. Quy trình ngâm tắm bùn khoáng gồm 6 bước.
Thứ nhất, tắm mưa khoáng nóng. Thứ hai, ngâm bùn khoáng nóng trong bồn gỗ riêng biệt hoặc tập thể. Thứ ba, xả bùn khoáng bằng vòi phun mưa. Thứ tư, ngâm nước khoáng nóng. Thứ năm, ôn tuyền thủy liệu pháp là tắm tia nước có áp suất mạnh. Thứ sáu, bơi trong hồ bơi khoáng ấm, tắm với thác nước khoáng. Nếu quý khách nào có bệnh huyết áp cao, không nên ngâm nước khoáng quá lâu. Ngâm 15 phút, nghỉ 5 phút, rồi lại ngâm tiếp. Tiếng đèn xanh đang hát, tiếng sông du về, biển hát hơi xa. Nắng sông long lanh thế, tiếng sông mênh mông thế. Sóng hát du êm, biển rất. Người thì bơi, người ngâm bùn, ngâm nước khoáng nóng. Mấy anh chàng thanh niên này tắm tia nước phun có vẻ rất thích. Nước rơi như mưa với hạt nhỏ ấm, làm cho khắp thân thể như được massage nhẹ, rất dễ chịu. Hồ bơi cũng có nhiều người đang thả lỏng, cũng là một cách massage khác. Vào đây là một dịp cho cơ thể nghỉ ngơi toàn diện. Sau khi ngâm bùn khoáng và tắm qua vòi phun, cũng như ngâm khoáng nóng, khách sẽ bước vào giữa hai vách tường đá cao hơn đầu người. Nước sẽ được mở bắn ra với áp suất rất mạnh, cũng là một cách massage, nhưng với cường độ mạnh hơn. Ai mà có ghẻ ngứa, bảo đảm vô đây tắm một tuần là thân thể sạch sẽ, khỏe mạnh ngay, khỏi phải xức thuốc. Anh chàng tây già này còn lưu luyến, chui vô tắm ké lại lần thứ hai. Mỗi lần tắm như vậy kéo dài 3 phút. Tiếng sóng biển hát tia nắng đầu tiên. Tiếng sóng biển khát khao mối tình yêu. Trời đã chiều, mưa lâm râm, nhưng du khách vẫn vào tắm ngày càng đông. Sung nhất vẫn là mấy anh thanh niên. Lâu lâu có dịp tẩy bụi trần, nên ai nấy đều tranh thủ kỳ cọ thật kỹ. Mấy bà lớn tuổi e thẹn, nhưng khi cảm thấy cơ thể khỏe ra, lại tắm lâu hơn bọn trẻ. Giọt nước rơi, hay giọt sâu rơi rơi. Lệ vẫn tuôn, khóc tình ta nát tan. Thu vẫn trôi, giờ biết ly đêm. Em về đi, anh vẫn đứng đây. Nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan tác. Ngả sắc hoa, rơi tàn tạ cuối sân. Em cứ đi đi, tìm vui nơi khác. Đừng nghe thương xót anh mà chi.
trong bồn tập thể, mấy người bạn đang vui vẻ tắm bùn với nhau. Cô gái ra lệnh cho anh bạn trai phải nghe theo, cho cô ta xối bùn từ trên đầu xuống. Anh ta ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên. Đã quá, nóng rang cả người, nhưng không dám mở mắt ra nhìn bạn gái. Nếu có dịp về thăm quê hương, đi du lịch Nha Trang, xin mời quý vị nhín chút thời gian ghé vào ngâm khoáng bùn cho cơ thể được khỏe mạnh. Thơm đôi vai gầy. Giọt nước rơi, hai giọt sầu rơi, lệ vẫn tuôn. Theo lời giới thiệu của bác Tài, mời quý vị vào nhà hàng Lạc Cảnh nổi tiếng với món bò. Quán nằm ở đường Bình Khiêm số 44, trước đây ở bên hông chợ Đầm số 11 đường Hàng Cá. Quán rộng rãi, thực khách vào ăn thường gọi món bò nướng dĩ. Thịt bò sắc cục như lúc lắc, ướp tẩm gia vị, đem nướng lò than ngay tại bàn. Người dân sống tại Nha Trang thường đưa gia đình đến đây ăn. Quán bán nhiều món như chả giò, mực tươi nướng, tôm quả tiễn là tôm lăn bột. Cái đầu tròn chừa cái đuôi tôm ra, giống như đuôi quả tiễn, nên có tên gọi như vậy. Em nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn một anh để chờ đứng trông, mà nghe buồn xa. Thơm đôi vai cuộc tình tư nhất anh đã chót trao về em tình yêu đầu tiên tình yêu rất đậm đà và như xa xa. Món bò nướng dĩ này phải chấm với muối ớt nặng một ít chanh vào, ăn mùi ngọt rất ngon. Trời em ơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây em hẹn hò. Chỉ còn mỗi anh để chờ đứng trông, mà nghe buổi xa thơm đôi vai gầy. Món kế tiếp là chả đùm. Ở đây bán giống như bò bảy món Ánh Hồng ở Sài Gòn, cũng đủ món như vậy. Gọi thêm một dĩa bê thui cuốn bánh tráng chấm mắm nêm cho đủ bộ tam sên. Ăn các món này phải uống bia mới được. Làm vài chai sương sương thấy phấn khởi. Trời bắt đầu tối, khách cũng vào đông hơn. Các cô tiếp thị bia giới thiệu bốc thăm trúng thưởng tại chỗ như các món hột quẹt, áo thun, thưởng thêm một chai, vân vân. Dĩa tôm quả tiễn đang được đưa ra. Khách du lịch đi ăn buổi chiều tối cũng lai rai đến quán. Đánh giá món ăn trung bình không có gì xuất sắc. Chắc tại Nha Trang chỉ có một quán bán bò kiểu này nên khách đến ăn đông. Rời quán bò Lạc Cảnh chạy ngang đường Ngô Gia Tự số 123, có bảng mang tên quán Loan, chuyên bán bún cá dầm, bún sứa. Tìm hiểu nguồn gốc của chữ cá dầm mới biết là còn hai chữ đi phía trước nữa, đó là bún lá cá dầm. Đây là món ăn dân chả quen thuộc của một vùng quê phía Nam Trung Bộ, đó là làng Thanh Mỹ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Nha Trang. Tại sao gọi là bún lá? Vì bún được tạo hình thành một hình tròn mỏng nhỏ hơn miệng chén. Bún được đặt trên một mảnh lá chuối xanh cắt tròn lớn hơn miếng bún và được xếp chồng lên nhau. Khi bán, người ta đưa một khoanh lá chuối đựng bún trên đó, coi như lá chuối là dĩa đựng bún. Còn cá dầm là loại cá cờ biển. Nồi nước lèo liu riu nóng, lẫn cà chua và vài cọng hành, làm cho mùi thơm quyến rũ. Nước trong và ngọt có vị của cá tươi. Người bán đã gỡ xương cá, phần nạc dầm ra từng mảnh nhỏ thả vào nồi nước. Hay một cái là nước lèo không đục, cho dù nồi nước vẫn sôi. Người ta ăn bún lá cá dầm với rau sống, chanh, ớt, mắm ruốc. Qua năm tháng, người ta vẫn bán bún lá cá dầm, nhưng chỉ còn ba chữ bún cá dầm.
chầm. Chữ lá đã mất vì muốn được bằng cạc lớn chứ không từng miếng nhỏ nữa. Cá dầm không phải là cờ biển mà là cá thu và các loại cá khác. Nói gì đi nữa thì món bún cá dầm Nha Trang rất ngon. Ở đây ít ai ăn bún cá dầm mà bỏ thêm sứa vào, chỉ ăn riêng hoặc phải thêm chén sứa. Món này quý vị ăn cũng thấy là lạ, giống như rau câu ăn sừng sực. Ban đêm đường Trần Phú chạy dọc theo biển đèn thắp sáng choang, nhưng ánh sáng lại là màu vàng đỏ rất khó chịu. Đáng lẽ xứ nóng phải sử dụng đèn trắng mới phải. Chỉ có nơi nào lạnh và có sương mù mới sử dụng đèn loại màu này. Ở Sài Gòn cũng vậy, không biết tại sao. Ngoài sân thoáng gió, khách ngồi ăn hải sản uống bia rất đông. Ở gần khách sạn, có lẽ nên bước qua ăn thử vài món. Người ta đến ăn đông vì không khí quán nhộn nhịp, chỗ ngồi ngoài sân thoáng mát. Gió từ biển thổi vào càng làm hưng phấn cho tiệc nhậu. Tôm nướng, tôm luộc có đủ, muốn thưởng thức hương vị thủy hoặc quả cũng được. Con nghêu ngoài miền Trung đặc biệt vỏ màu nâu, không có con nào màu trắng, và nghêu nâu cũng nhỏ hơn nghêu trắng. Cầm con nghêu múc vào nước mắm pha giấm ớt, húp một cái nhai nhai, hương vị khó tả, ngọt ngọt, chua chua, cay cay, thật là ngon. Ăn món này nếu pha nước mắm dở coi như thất bại. Rồi các món khác như là mực hấp gừng, xò huyết xào tứ xuyên, cua rang me, cá chân tương, toàn là mùi bắt rượu không à. Bảo mấy ông không nhậu sao được, ít thì một chai, nhiều thì năm chai, ăn thì phải uống mới dễ tiêu hóa. Thôi lai ra chút ít rồi đi ăn lẩu thầy, ở đâu có. Vụ này bí mật à nha. Rời quán chó, cả bọn kéo nhau đi ăn lẩu dê ở đường Thái Nguyên số 58. Đường phố ban đêm ở Nha Trang cũng náo nhiệt như Sài Gòn. Xe cộ đông đúc, thành phố biển du lịch đông là chuyện đương nhiên, không đông mới đáng sợ. Cái món mà thực khách thường ăn nhất là món nướng. Đặc biệt các bà các cô lại thích ăn vú dê nướng, có nơi còn gọi là bẻ sữa. Rồi món cà ri dê ăn với bánh mì, dê xào lăng, dê hấp, cuối cùng mới tới lẩu dê. Cánh đàn ông khi ăn lẩu dê thường đòi bộ ngọc dương. Theo quan niệm ông bà xưa thì ăn gì bổ nấy. Để chắc ăn hơn, họ không uống các loại rượu khác mà uống rượu tiết dê. Có máu thầy giàu rồi, cộng thêm ngọc dương nữa thì
thì có chuyện. Trời nắng thì lại trời mưa, tính tôi qua nguyệt chẳng chừa được đâu. Đàn ông 100 lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Của chua ai thấy chẳng thèm, em cho chị mượn chồng em vài ngày. Chồng em nào phải trâu cày, mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. Sáng sớm ở Nha Trang, máy bay tập lái đã lượn lờ đáp xuống sân bay. Phi trường nằm sát bờ biển bây giờ chỉ dành cho việc lái máy bay. Phi trường chính đã chuyển vào Cam Ranh. Mời quý vị thả bộ ra bờ biển buổi sáng, hít thở không khí trong lành cùng dân Nha Trang. Người ta đổ xô ra biển sáng tinh mơ rất đông để tập thể dục. Cả đoạn bờ biển dài 3-4 km đều có người. Có nhóm mấy chục người cùng tập, có nhóm 5-10 người. 2-3 người chạy bộ, một mình cũng có. Thường thì đi tập thể dục, ưa rủ rê thêm bạn, nhất là các vị cao tuổi. Chắc chắn là việc tập thể dục buổi sáng sẽ có lợi cho sức khỏe, giúp cho khí huyết lưu thông điều hòa, hít thở được không khí trong lành từ biển cả thổi vào. Đi tập thể dục mà đông người tham gia rất vui, phấn khởi, cũng là dịp trao đổi với nhau những câu chuyện cần nói ngày hôm qua. Người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi đêm khóc người tình. Mặt trời đã nhú lên, hắt ánh sáng màu vàng chanh xuống biển rất đẹp. Xóm chài dưới chân cầu mới Trần Phú cũng bắt đầu hoạt động. Trước đây, xóm này rất đông, nay đã giải tỏa gần hết để xây cầu và đường dọc biển, cho nên chỉ còn vài chục nóc nhà nằm sâu bên trong. Bây giờ lộ ra ngoài gần cầu đường. Cây cầu mới này dài 458 mét, rộng 22 mét, khởi công ngày 3 tháng 9 1993, khánh thành ngày 2 tháng 9 2003. Bà cụ vừa ngồi múc cháo ăn, vừa thả hồn suy nghĩ về chuyện gì đó. Bà ăn theo quán tính, cứ múc cháo cho vào miệng. Mấy cô gái thì tươi tỉnh hơn, dù gì cuộc sống đối với các cô vẫn còn dễ thở hơn bà già. Chiếc xe đạp bán khoai mì được mấy em bé chiếu cố kỹ. Mấy em này đi theo mẹ xuống bãi mua cá. Trong khi chờ mẹ mua cá thì chúng được tự do. 1.000, 2.000 là bữa ăn sáng no nê ở xóm chài này. Quý vị cứ quan sát xem, một tô cháo chan nước cá kho, thêm 1-2 con cá chỉ có 500 đồng. Gối xôi cũng bằng giá, xóm lao động chỉ ăn như vậy mà thôi. Sạp bán cá dầm đơn sơ lèo tèo vài chiếc ghế, nhưng chất lượng là hảo hạng. Vì ở đây là toàn dân biển, họ ăn cá hàng ngày, nên cá dở là bị chê liền. Nồi nước lèo trong vắt, thau nước mắm ớt sắc đầy kính, chanh ớt bên ngoài đầy đủ, một tô chỉ có 2.000. Món ăn quen thuộc của mấy cô mấy bà là bắp luộc. Bắp tươi mới luộc ngọt liệm, mấy em bé cũng tranh thủ xin má mua cho một trái.
Thuyền cá chưa vào nhiều nên cả bãi chỉ có vài thúng cá. Người ta đang lựa phân loại cá. Dân xóm chài này họ ăn cá kho với xôi, coi như đổi món thay vì ăn với cháo. Đằng gốc xa cũng có sạp bán bánh xèo miền Trung, mỗi cái bằng cái dĩa nhỏ. Bánh xèo được đổ với nhân mực tươi rất ngon, giá cực rẻ, 500 đồng một cái. Buổi sáng ăn 10 cái 5.000 đồng là no tới trưa. Người phụ nữ đang khiêng cá, mặc dù khiêng nặng nhưng họ vẫn đi nhanh. Công việc này có lẽ diễn ra hàng ngày quen thuộc nên đối với họ không có gì là khó khăn. Một số phụ nữ khác đang ngồi trên bãi cát, chắc đang chờ thuyền đánh cá vào. Họ tranh thủ ăn sáng. Có nhiều món ăn dân dã hấp dẫn bày bán như bún cá dầm, cháo đậu, cháo trắng ăn với cá kho, xôi. Một bà cụ đang đứng trên cầu, đưa mắt nhìn xuống chợ cá ngoài bãi sông, như hoài niệm về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ mà bà cũng đã từng đi mua bán cá như thế. Hai bé gái ngồi trên mẹt đang ăn xôi dễ thương quá. Ba má nó phải xuống bãi mua cá về bán lại, cho nên phải để chúng ngồi một mình chơi với nhau. Mấy cô gái mua mực chèo thuyền thúng theo phía sau các ghe để hỏi mua mực. Không có nhiều, mỗi ghe chỉ có vài con mà thôi. Thời điểm cá vào nhiều, mấy cô mấy bà tranh thủ mua để còn đem ra chợ nhỏ bán hoặc đưa lên phố núi 30 thuộc. Các thuyền đang lần lượt cập bến, cá đã đưa xuống nhiều. Vẫn những người phụ nữ cần cù đang gánh cá. Trên bãi cát rộng, không khí của một buổi chợ cá đang hình thành. Tiếng trả giá, tiếng gọi nhau ý ới, làm xôn xao cả khúc sông cái. Những chiếc thuyền thúng được các cô chèo đi rất nhanh nhẹn. Tín hiệu được phát ra, các cô bám vào sau đuôi ghe leo lên mua cho bằng được mực. Một chiếc thuyền thúng đầy cá đang bơi vào bờ. Chỉ có ba trự đàn ông mà mấy cô mấy bà đổ xô vô giành cá đông quá. Mấy ông cũng chịu thua. Gái rất lanh lẹ, hễ thấy ghe nào vừa vô bãi là cô lội ao xuống nước leo lên ghe, dùng hai chiếc dép đặt vào thúng hoặc rổ cá làm dấu là đã có người mua. Mấy bà lớn tuổi đành chịu thua, ghe nào vào cô ta cũng giành mua cá bằng cách đó. Đứng nhìn đố quý vị biết làm sao người bán cá biết người nào mua cá của mình. Hễ ghe vào là ào ào, kẻ xô người đẩy, kẻ bưng người kéo. Không đầy 30 giây là toàn bộ cá biến mất. Chắc có lẽ họ quen mặt, nhưng làm sao họ kiểm soát được một lần. Mấy chục khay cá đành chịu thua. Có dịp nhất định phải xuống hỏi cho ra lẽ. Cá biển thì nhiều loại, mỗi địa phương lại có cách gọi riêng, cho nên việc gọi tên cá cũng là khó khăn cho dân Sài Gòn. Nào là cá nhồng, cá mú, cá kiểm, cá dìa, cá đỏ, cá rửa, cá giò, cá kít, cá chim, vân vân, khó mà nhớ hết được. Trong ca dao Việt Nam, người ta cũng đặt ra những bài vè để học thuộc lòng cho dễ nhớ tên các loài cá. Nghe vẻ nghe ve, nghe vè loài cá, no lòng phỉ dạ là con cá cơm, không ướp mà thơm là con cá nhác, liệng hay thoăn thoắt là con cá chim,
hốt cẳng chết chìm là con cá đuối, cao niên nhiều tuổi là cá bạc đầu, đủ chữ xương câu là con cá đối, canh tép đầy nồi là con cá khoai, trắng muốt béo trai là con ức thịt, dài lưng hẹp kích là cá lòng tông, ốm yếu hình dông là con cá nhái, thiệt lời như vái là con cá linh, tròn miệng ai in là con ức khảo, mặt mày sắc sảo là con cá dao, cua mỏ bán rau là con cá cốc, hàm răng khô khốc là con cá khô. Đọc chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ mệt rồi, danh sách tên cá còn kéo dài cả trăm, làm sao mà nhớ cho hết được. Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi, các anh đi đến bao giờ trở lại, xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong, làng tôi nghèo nhỏ nhỏ bên sông, gió bấc lạnh lùng vội vào mái già, làng tôi nghèo gió mưa tới tà, trai gái trong làng vất vả ngược xuôi. Các anh về mái ấm nhà vui, câu hát tiếng cười rộn ràng trong xóm nhỏ. Ghe cá vào bãi liên tục, thiên hạ cứ nhào xuống nước giành lấy mấy khay cá. Có một con đẻng biển lớn, chắc là người đàn ông dành riêng cho mình đem về làm thức ăn cho gia đình. Anh ta cứ đi thẳng lên bờ, mặc cho ai muốn lấy cá dưới xuồng cứ lấy, thiệt là ngộ. Người nào ngày đầu mà xuống mua cá chắc về tay không. Đi mua cá ở bãi này phải có mấy người hùng với nhau cùng mua mới được. Bất kỳ ghe xuồng nào vào bãi đều bị tấn công giành lấy cá. Hôm nào cá vào nhiều thì việc mua bán dễ thở hơn, không cần giành mua. Không bạn hàng nào có thể mua nổi hết số lượng cá được mùa. Ghe vào liên tục gần cả trăm ghe, cá đầy ắp trên khoang dưới hầm. Ngoại trừ như bữa hôm nay biển động nên cá dễ ít, người ta mới tranh mua như vậy. Hình ảnh chợ cá dưới bãi rất sinh động, có nhiều cái để nhìn để biết. Tội nghiệp mấy cô mấy bà cứ y như bài thơ thương vợ của Tú Xương. Quanh năm buôn bán ở mông sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quảng trắng, eo sèo mặt nước mũi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thoái đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Bây giờ chỉ có phe đàn bà, còn đàn ông ngồi uống cà phê ăn sáng. Họ đã xong việc ngoài khơi, còn trên bờ là dành cho các cô các bà. Từ trên cao nhìn xuống mấy quan gánh thúng trạc xô thao tạo cảnh rất đẹp. Vô tình thôi, nhưng dưới con mắt của các nhà nhiếp ảnh, chỉ cần sắp đặt lại chút ít là sẽ có ảnh đẹp ngay. Những chiếc thuyền thúng gắn bó với ngư dân biển bao đời, vừa là phương tiện đi lại, cũng là phương tiện kiếm sống hàng ngày.
Hai vợ chồng chắc đã mua đủ cá nên trở lại bên hai đứa con gái của mình. Quê hương là như vậy, đơn sơ nhưng đậm tình cảm gia đình và bè bạn. Cá vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng nó cũng sắp tan rồi. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, cái bãi cát này sẽ im ắng trở lại, để sớm mai nó lại đón nhận bao âm thanh của con người mang tới, như là một vở hát nhiều hồi. Ngày này qua tháng nọ, nước vẫn dỗ bờ, con người vẫn bươn chải kiếm sống, hết đời này đến đời khác, cuộc sống không bao giờ chấm dứt. Cá đã được xếp vào cần xé buộc hai bên hông xe, nước đá đổ đầy vào ướp cá cho tươi, chính thức báo hiệu chợ đã tan rồi. Từ khi Sài Gòn thành lập khu ăn uống ban đêm quanh chợ Bến Thành, thì nhiều nơi trong nước cũng tổ chức các chợ đêm chuyên bán các thức ăn, thức uống, đặc sản địa phương. Muốn thành lập chợ, người ta cũng nghiên cứu, dò xét dữ lắm. Nhưng cũng có nơi lập chợ ẩm thực đêm không hiệu quả, như Vũng Tàu. Một tuần chỉ có hai đêm, thứ Bảy và Chủ Nhật, nhưng khách đến ăn lèo tèo, món ăn không phong phú. Địa điểm thì ở mút bãi sau tối ôm ôm. Nhà trang đêm nào cũng mở, nhưng số lượng khách không cao. Các món ăn cũng không có gì đặc sắc so với bên ngoài, mặc dù nhiều và đa dạng hơn. Quý vị có thể nhìn thấy những quầy thực phẩm và giá cả niêm yết trên đó, như thịt lạc đà nướng 10.000 đồng một xiên, còn mực tươi nướng mỗi xiên 7.000 đồng, cá sa ma nướng 10.000 đồng một con, cá trứng chiên 3.000 đồng, tôm lăn bột quả tiễn 4.000 đồng, chả cá thác lát 7.000, cánh gà chiên bè 8.000 đồng một cánh, vú dê nướng 5.000 đồng một xiên, bò nướng 5.000 đồng một xiên, gà nướng mực ống 30.000 đồng một dĩa, dẹm xanh 6.000 đồng một dĩa, ghẹ cốm chiên 20.000 đồng một dĩa, sò xeo 20.000 đồng một dĩa 6 con, chả cá cơm cháy 10.000 đồng một dĩa, súp bắp 5.000 đồng một chén, xôi chiên 5.000 đồng một dĩa, khoai tây chiên 5.000 đồng, heo mỏi nướng 7.000 đồng một xiên, ốc nhảy 25.000 đồng một dĩa, tôm xiên 10.000 đồng, bánh ướt 5.000 đồng một dĩa, chả giò 5.000 đồng một xiên, gỏi cá mai 5.000 đồng một dĩa, cua quỳnh đế 150.000 đồng một con, chảo bò 6.000 đồng một cái, cơm tấm 12.000 đồng một dĩa, cơm sườn, cơm bò xào, cơm mực, cơm tôm 15.000 đồng, lẩu lươn 50.000 đồng, lẩu cá thác lát 35.000 đồng, lẩu hải sản 50.000 đồng, tôm chiên cốm 10.000 đồng 5 con nhỏ. Ngoài ra còn có đủ các thứ nghêu, ốc đụng, ốc khế, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc nhảy, nghêu lụa hấp nước dừa, bào ngư sốt me. Chợ ẩm thực đêm Nha Trang nằm trên khu đất rộng sát biển đường Trần Phú. Chỗ ngồi ăn thoải mái, rộng rãi gió mát.
Nhưng muốn đông khách hơn thì có lẽ ban quản lý phải có nhiều chiêu mới để tăng thêm phần hấp dẫn cả hình thức lẫn nội dung. Khuynh hướng ẩm thực bây giờ là tìm tòi và khám phá. Cho nên ngoài những món lạ, món đặc sản địa phương và các món ăn uống phổ thông khác, người ta phải bắt kịp với quảng cáo, với những cái mới lạ trong nấu nướng, trình bày, làm cho thực khách nhìn, nghe, ngửi, nếm với sự thích thú cao thì sự thành công mới lớn. À, đừng quên các em bé, đây là lượng khách hấp dẫn nhất, là tác nhân lôi cuốn người lớn phải chịu theo. Do đó ăn uống cho trẻ em và giới trẻ phải được chú trọng, đáp ứng được nhu cầu của các vị thượng đế thì việc kinh doanh mới phát đạt, gây tiếng vang khắp nơi và ai người ta cũng tìm đến. Cho anh xin số nhà này cô em má xinh hồng hồng, này cô em xinh màu da rám nắng. Tuy xe anh chẳng đẹp chê anh không bắt kịp nhiều chàng trai đang rong chơi trên đường phố. Cho anh xin số nhà, cho anh xin biết tên đường và xin cho anh biết tên em luôn. Anh sẽ đến thăm em dù nắng hay dù mưa, anh sẽ dắt em đi dạo phố em chịu chưa? Rồi anh nói em nghe chuyện má bà ngày xưa bằng vô số câu ca dao tình yêu thật dễ thương. Cho anh xin số nhà, quanh có hay khó tìm, đường vô thăm em có xa bao. Món ăn luôn luôn đi kèm với món ngọt tráng miệng. Ngoài trái cây, các thứ nước uống thì chè là một trong những món ăn uống khoái khẩu. Chè bông cỏ, chè thập cẩm, sâm bổ lượng, chè hạt sen, chè chuối, chè đậu xanh đánh, chè nhãn nhục, chè nho, chè hột đác, vân vân. Bao nhiêu thứ chè trên cũng chưa đủ cho thực khách chọn lựa. Ăn uống là đề tài hấp dẫn, từ ăn cho no tiến tới ăn cho ngon, chế biến cầu kỳ mới thỏa mãn sự ham muốn của con người. Phố đã lên đèn, màn đêm từ từ buông xuống, mọi thứ như huyền ảo giữa bức tranh sáng tối. Đứng trên tháp Bà nhìn xuống cửa sông cái, càng cảm thấy quá khứ của một thời lịch sử đã trôi qua. Sông Nha Trang cát vàng nước lục, thảnh thơi con cá đục lội dọc lội ngang, đã nguyện cùng em giữ dạ đá vàng, tháp Bà chứng giám sắc son một lòng. Dân đi cúng suốt đêm, có nhiều người ở xa hoặc theo phong tục, người ta cứ ở tháp Bà suốt 3 ngày dâng lễ cho bà. Lớp trải chiếu, lớp bắt võng, kẻ ngồi người đứng, không khí náo nhiệt. Nhưng người ta vui vì hàng năm có dịp về tháp Bà để tạ ơn mẫu mẹ, để cầu nguyện cho năm sau, và cũng là dịp thi thố tài năng của các đoàn múa bóng khắp nơi đổ về. Sân khấu nằm dưới chân tháp đen nghịt người xem, đường lên xuống chen chân không lọt. Phía hàng rào, hàng quán mở cửa bày ra bán cho khách thập phương đến viếng bà ra ăn uống. Tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bài hận vong quốc ca. Người xưa đâu. Rời tháp Bà đi ngược ra biển trên con đường xóm bóng khoảng 200 mét là một khu ăn uống đêm, còn gọi là Cù Lao Trung Vĩnh Thọ. Cũng bún cá, mì Quảng, bánh flan, bánh xèo, bánh căn hột vịt, mực và các loại chè. Không thấy vui khi không là em, đi với ai rồi cũng mơ về em. Đêm đến lạnh lùng, ngồi đêm mông lung, nhớ em vô cùng. Rồi làm sao biết em đến nơi nào đây, hay về đâu em ngày mai. Mong mơ hôm nào giờ đây, ai đã quên câu thề chuyện tình đôi lứa đẹp buồn bài thơ. Trên đường xưa ta siêu nhau, người ơi giờ đây gặp nhau, mình chỉ xem như là một kỷ niệm. Đêm qua thâu đêm anh mơ về em, ai bước trên đường anh mơ về em. Anh giống tên hề thật thề chiều nay, nàng hỡi
anh yêu nào. Sạp bán bánh căn rất đắt, người ta đổ không kịp bán. Cứ mỗi cái bánh đều có con mực ống nhỏ. Cái lò than đỏ rực sưởi ấm khách ngồi ăn. Mỗi người một chén nước mắm, gấp bánh căn bỏ vào dầm ra thành 2-3 miếng rồi ăn. Mực đen của con mực chảy ra, cái khét nhẹ của bánh căn trộn lẫn với nhau, làm chén nước mắm mỡ hành có màu đen đen. Nhưng sao cứ thấy khách thúc xì xụt? Thì ra nước mực đen rất ngọt. Người biết ăn mực không bao giờ bỏ túi mực này. Họ ăn mực mà miệng như nhuộm đen thui. Xin mời quý vị cứ ăn thử đừng ngại. Đó, cứ trộn qua dầm làm hai, rồi đưa vào miệng xem. Quá ngon phải không? Vừa thơm vừa béo vừa ngọt vừa bùi, có chất mặn mặn. Hương vị đặc biệt chỉ có những món ăn dân dã này mới cho chúng ta tận hưởng hết cái ngon của sản vật ban cho con người. Trong nắng mai anh mơ về em ánh mắt trời, anh mơ về em bên dưới nói ngập ngừng người tình, nhớ tới em hoài. Đêm tôi ưu phiền anh mơ về em, trong giấc mơ màng anh mơ về em. Điều thuốc anh vừa mồi vội vàng, nhớ em vô cùng. Ăn xong bánh căn, gọi một ly chè hột đác đặc sản Nha Trang. Biển xanh cát trắng, có những món ăn bình thường nhưng làm cho người ăn phải nhớ. Đứng bên cầu mới nhìn lên tháp Bà, không gian xung quanh đen như mực, chỉ có những ánh đèn lóe lên ở trên tháp làm cho chúng ta có cảm tưởng như một lễ hội xưa của người Chim Thành đang diễn ra trên đó. Dưới dòng sông Cái, người ta thả đèn xuống mặt nước để cầu nguyện mưa hòa gió thuận, để những chuyến đi rong ruổi ngoài biển khơi được an bình. Hôm nay, chúng ta rời thành phố Nha Trang để đi ra biển Chốc Lết. Dọc theo xóm bóng, ban ngày những sạp bán ốc được bày ra. Quý vị khó mà cưỡng lại với những thao ốc ngon lành này, nhất là nước mắm ớt pha rất ngon, ăn ghiền luôn. Đủ các loại ốc như ốc bươu, ốc nhảy, ốc đắng, gai đỏ, ốc khế, vân vân. Người ta ngồi lễ ốc ăn một cách ngon lành, thưởng thức cái món ăn trời cho này một cách say sưa. Lạ một cái là đàn ông cũng đến ăn nhiều. Xe chạy ngang ngay trung tâm Đồng Đế với hai câu thơ thuở trước khi đứng xa xa ngắm nhìn dãy núi lớn của Nha Trang. Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ, em nằm xõa tóc đợi chờ anh. Đầm Nha Phu rồi đến ngã ba quẹo vào Dốc Lết. Cây phượng dĩ nở hoa đỏ rực rỡ, nổi bật lên giữa trời xanh mây trắng, làm cho lòng người du khách trộn rộn, như muốn ôm hết cảnh đẹp vào lòng. Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi. Cái quán nhỏ ngay trạm xăng có mấy chị em đang sắc xoài chấm với nước mắm đường. Hiếu khách, họ mời chúng ta ăn thử một miếng. Nãy giờ đứng nhìn nước miếng ứa ra, nhưng sĩ diện không dám xin. Bây giờ được mời còn gì quý hơn. Quệt một miếng nước mắm đường đặc sệt, có miếng ớt đỏ đưa vào miệng, cắn một cái rồi nhai nhai. Ôi chú cha mẹ ơi, ngon quá xá. Cái giòn giòn chua chua của xoài trộn lẫn với cái ngọt của đường, cái mặn mặn của nước mắm, cái cay xè của ớt, làm tê cả đầu lưỡi. Không biết ai chế cái món này, đúng là thiên hạ đệ nhất ăn. Xe tiếp tục chạy. À, người ta đang lặn hộp xúc con dĩa dưới đầm kìa. Ngừng xe nhảy xuống lại ngừng xem cho biết. Có người dùng một cái cuốc nhỏ cào dưới đáy nước vào một cái rổ, rồi sàng lựa những con ốc nhỏ bỏ vào cái nồi hoặc cái thau có buộc dây ngang thắt lưng. Hỏi thăm, người ta nói bắt con dắt. Chắc là tiếng địa phương, nhìn thấy nó giống con hến quá. Hai đứa con gái này cứ lặn hộp xuống. Chúng không sử dụng cuốc được vì chỗ này sâu quá dài. Cứ cầm rổ hít một hơi lặn xuống đáy, xúc cho đầy rồi trồi lên, sàng lửa bỏ vào thau, rồi tiếp tục lặn.
cả buổi trời ngâm mình xuống nước lợ, kiếm được một rổ vắt bán mười mấy ngàn, quá cực. Con vắt này người ta mua về thả vào những bè tôm hùm để cho tôm ăn. Sắc hoa hồng mình mơ. Chiều nay gió về bên sông, gió nâng niu chùm hoa nắng hà, gió lang thang vào vùng thương nhớ. Hòa trên sông bóng mát làng quê, làng quê cũ tuổi ngây thơ đã cho anh tình yêu bất ngờ. Đa số dân ở đây đi suốt con vắt, nhưng cũng có những người đeo kiếng lặng, mang bao tay, sử dụng búa và đục để tìm những con hào. Họ cứ ngoi lên hộp xuống, đục đục đẻo đẻo cả ngày. Có khi chỉ có một hai chục con, bán được ba bốn chục ngàn. Nhưng làm nghề này lâu ngày, sức khỏe giảm sút dữ lắm. Tình yêu của tôi học trò, đẹp tựa trắng. Chiếc xe ngựa là phương tiện chuyên chở quan trọng của dân miền Trung Nam Bộ. Nó có thể đi vào các ngõ hẹp của làng quê, có thể đi nhanh khi ra đường cái, vận chuyển nhanh hơn xe bò, xe trâu. Ở ngoài Trung, việc trâu bò đi trên đường là bình thường. Có nhiều đoạn nhà cửa cất sát đường, không có lệ cho chúng đi, bắt buộc phải vi phạm luật đi đường. Tài xế chạy tuyến đường miền Trung luôn cảnh giác với chuyện đi đứng như thế này. Biển miền Trung rất đẹp, đứng trên dốc cao nhìn xuống những chiếc ghe chài đang thả neo nhỏ xíu, như những chiếc lá giữa một mặt hồ to lớn. Người ta di chuyển vào bờ bằng thuyền thúng, họ chở lương thực nước đá ra ghe cũng bằng chiếc thúng to này. Không biết trên thế giới có nước nào sử dụng thuyền thúng như ở Việt Nam hay không. Miền Trung cũng có những đồng bằng trồng lúa xen kẽ giữa những dãy núi và biển cả. Lúa đang độ lớn xanh rì, chạy xa tít cuối chân trời giáp với núi. Có những lều cất tạm dọc hai bên lộ. Họ gánh những quả dưa lê trồng trong rẫy, đem ra bán cho khách đường xa qua lại. Dưa ăn giòn ngọt, mua một chục bỏ lên xe ăn chơi khỏi uống nước, vì ăn dưa làm cho cơ thể ít khát. Đã vào khu du lịch biển Dốc Lết, nằm trên vịnh Giang Phong. Xa xa là nhà máy đóng tàu Hyundai, hợp tác với Đại Hàn Dân Quốc. Nhiều đoàn du khách ghé vào đây cắm trại chơi qua đêm, vì nơi đây yên tĩnh, biển đẹp rất lôi cuốn. Chỉ có cái là hơi xa, nó cách Nha Trang 42 km về phía Bắc. Nếu đi xe hơi khoảng 1 tiếng 30 phút là tới. Mấy xe 50 chỗ đổ bến, nam nữ thanh niên ùa xuống. Kẻ trước người sau vui vẻ ồn ào cùng nhau xuống biển. Tuổi trẻ thật thích, năng động tháo giác. Trong chòi từng nhóm thanh niên quây quần ca hát, ai nấy khuôn mặt đều rạng rỡ sảng khoái. Bia được khui mời,
Nào, cùng vô. Vui quá xá là vui, lâu thật lâu mới có dịp đi chơi đông như thế này. Bên các chòi có con đường xi măng nhỏ làm lối đi, có nhiều gánh hàng, thúng, rổ bày bán thức ăn, các loại hải sản. Người ta bưng từng rổ nhỏ đến các chòi mời chào khách. Con tôm tít, ốc mặt trăng xanh lè rất ngộ, rồi ốc sọc dưa nữa. Mấy em bé ngồi bán xoài khuôn mặt dễ mến hiền hậu. Ngoài biển mô tô nước đang lượn sóng, chở du khách chạy lòng vòng, tìm cảm giác mạnh trên mặt biển. Biển xanh sóng không mạnh lắm, nước trong đủ để vui đùa. Quang cảnh xung quanh rất đẹp, bãi biển rộng và dài. Tắm biển còn có chụp hình thì còn gì bằng. Ghi lại một vài hình ảnh làm kỷ niệm cũng thích, đâu có tốn bao nhiêu. Giá lại, đây là dịp đi chơi xa, hào hào một chút cũng chẳng sao. Bãi biển náo động hẳn lên khi đám nam nữ thanh niên tổ chức trò chơi có chấm điểm. Trò chơi thứ nhất thật hấp dẫn và lôi cuốn khán giả đứng chung quanh theo dõi. Mỗi toán 5 người chia thành 10 toán. Việc đầu tiên của trò chơi là kẹp một cái bong bóng nhỏ vào giữa hai đầu gối, rồi nhảy từng bước về phía trước, đừng cho nó rớt. Nếu rớt, đứng lại lượm để vào đầu gối lại, sẽ làm mất thời gian rất nhiều. Cách 20 mét là một cái xô để bong bóng chưa thổi. Sau khi nhảy đến xô, bỏ bong bóng đang kẹp vào xô, rồi lấy một cái bong bóng khác, thổi to lên cột lại. Tiếp tục chạy đi 20 mét, lấy một cái ống hút. Bước kế tiếp là chạy trở lại cái xô đựng bong bóng, đặt bong bóng đã thổi xuống cát, rồi dùng sức ngồi lên cho bong bóng bể. Có cô ngồi 2-3 lần không đúng trọng tâm, cho nên bong bóng vẫn y nguyên. Khán giả cười rần bên ngoài. Một phần là vì các cô sợ mất thời gian, cho nên thổi hơi vào bong bóng ít quá, cho nên bong bóng khó bể. Sau khi bong bóng bể, lấy cái bong bóng ban đầu bỏ vào xô kẹp lại vào giữa hai đầu gối và nhảy về mức mà đồng đội đang đứng chờ. Đến phiên mình, người thứ hai nhận bóng từ người thứ nhất cũng làm y như vậy. Toán nào có thời gian ngắn nhất cho cuộc hành trình này sẽ là người chiến thắng. Mấy gánh hàng qua lại liên tục, họ mời khách một cách nhẹ nhàng, không phải mở miệng nói dài. Đó là điều mà khách du lịch khó chịu nhất. Họ gánh, họ bưng lướt qua khách như chào hàng. Ai muốn ăn món gì thì gọi vào hỏi giá, thuận mua vừa bán, không nói thách lắm. Khách ngồi trong chòi lá ăn uống, thì bên ngoài cũng có mấy cô đi lang thang tìm món ăn. Bánh canh cá, món ngon miền biển, còn chờ gì nữa? Một tô trước khi xuống tắm. Các món khác như dưa hấu, bắp luộc, nem, chả, cua, ghẹ, xoài chín vàng rực, thấy bắt thèm. Ở biển Dốc Lết này có những món như sò dương, ốc gai, tôm tít, dân địa phương còn gọi là tôm bàn chải, ăn rất ngon, ngọt thịt, giá lại rẻ. Giọt nước rơi, hay sầu sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn, khóc tình ta nát tan. Trò chơi thứ hai đã bắt đầu, cũng chia nhóm ra thi. Tất cả đều ngồi bệt xuống cát, hai chân người sau bỏ lên đùi người ngồi phía trước. Nhớ là quặp chân lại cho cứng, và khi di chuyển phải cho nhịp nhàng. Tất cả mọi người đều chống hai tay ra hai bên để làm mái chèo. Tiếng còi cất lên, các nhóm chuyển động về phía trước giống như con thuyền đua. Nhóm nào kết hợp đều, cử động nhất loạt sẽ tạo cho con thuyền người đi nhanh nhất.
ta cầm chạy theo bao khúc vũ. Đít thì lết dưới cát, hai tay chống đẩy mạnh về phía trước, hai chân bấu cứng vào. Nếu sút ra thì cái thuyền sẽ bị gãy, coi như thua cuộc. Trò chơi quá vui, làm cho cả người tham dự lẫn du khách đứng xem tiếng cười vang lên át cả tiếng sóng biển. Giọt nước rơi, hai giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn, khóc tình ta nát tan, thu vẫn trôi, giờ biết ly đến, em về đi, anh vẫn đứng đây, nhìn lá rơi, nghe lòng ba ba ba, ngả sắc hoa rơi tan tắc cuối sân, em cứ đi đi, tìm vui nơi khác, đừng để thương xót anh mà chi. Sau trò chơi làm thuyền người, tới màn thi trình diễn nàng tiên cá. Nhóm nào đắp được nàng tiên cá có thân hình đẹp mỹ miều sẽ đoạt giải. Nguyên liệu là cát biển tại chỗ. Thí sinh có thể sáng tạo bằng các thứ khác, miễn sao nàng tiên mình được chấm giải nhất là khoái rồi. Bây giờ tất cả được đắp thử một lần. Sau lần đắp thử có sự phê bình của ban giám khảo để rút kinh nghiệm. Các thí sinh sẽ vào cuộc đắp thiệt. Mô hình đắp thử sẽ được phá bỏ. Trời ơi là trời, đáng lẽ ra người nằm ở dưới lớp cát kia phải là một nàng con gái mới giống mỹ nhân ngư. Ai dè nhóm này chơi ác, bắt một chàng nằm chịu trận, lấy nón đội cho nam nhân ngư bớt bị nắng nóng, còn đắp đôi gò bồng đảo thật to lên người chàng ta. Mọi người nhìn thấy phá ra cười nhạt nhẽo. Để chờ đứng trong mà nghe buốt giá thơm đôi vai. Khi con tim yêu thật nồng nàn sẽ thấy thương đau vô vàn. Bây giờ tới màn đắp thiệt tha hồ mà sáng tạo. Cát nhanh chóng được phủ lên người. Phải phân công người đi lấy nước biển rưới vào cho cát ướt mới dễ đắp. Rồi còn đi hái dây leo trang trí dọc theo thân hình cá cho có màu sắc và phong phú hơn. Sao cần mà tâm tôi nếu những tiếc nuối còn vây quanh. Khi con tim yêu thật nồng nàn, nước mắt rơi trên cung đàn. Em ơi tình mình nếu không vội vàng, với tiếng hát còn đi hoang. Cho anh hôn em hôn đôi môi, yêu sao tiếc ta một phần. Yêu em. Anh chàng tiên cá đang nín thở thoi thóp, không dám thở mạnh, sợ cát nơi đôi gò bồng đảo nứt tuột xuống coi như là thua. Các cô là nhiều ý tưởng nhất, mỗi cô thêm một chút vào là chàng tiên cá có hồn liền, đuôi cá cũng đẹp. Nếu như giấc mộng thanh thang. Đến phần chấm điểm, mấy cô la chí chóe đòi thêm điểm, rồi cử trọng tài. Kết quả, chàng tiên cá với thân hình gợi cảm, có eo co, ngực đuôi đẹp hài hòa, đứng chót. Lý do là đắp mỹ nhân ngư, chứ không phải nam nhân ngư. Nhưng cái này cũng không phải là nam nhân ngư, mà là bóng ngư. Vì con trai mà có ngực con gái. Nghe lời giải thích của ban giám khảo, mọi người cười ồ lên chấp nhận. Cho anh hôn em hôn đôi môi thật tình, với tiếng yêu sao thiết tha một phần. Yêu em miệt mài sẽ mãi yêu em không gian dối, hứa với em cuộc tình rồi chẳng hề phai. Khi con tim yêu thật nồng nàn, nước mắt rơi trên cung đàn. Em ơi tình mình nếu không vội vàng, nếu như giấc mộng thanh thang.
trở lại mấy chòi nghỉ mát, không còn chòi nào còn trống. Một số khách không tắm, chỉ ngồi ngắm biển xem người ta tắm và hưởng gió. Các sạp bán thức ăn bắt đầu hoạt động mạnh, nào là bánh mì chả chiên, các món ăn như sò huyết, xoài, đậu phộng, bắp, dưa hấu thu hút các cô tìm đến thưởng thức. Tưởng ngày xa cách quê hương, một cô gái đang gánh nước mắm đi bán rảo bước dọc theo mép biển, thông thả như những cụm mây trắng không thèm bay đi. Nó đậu lại trên cao nhìn mọi người đang vui chơi, tận hưởng những giờ phút vui tươi sảng khoái nhất. Nơi đây cô quạnh xót xa mịt mùng. Rời biển Dốc Lết, xe trở ra quốc lộ 1 để đi Đại Lãnh. Dọc đường thấy mấy người phụ nữ cưỡi xe đạp đi mua ve chai phế liệu. Trên chiếc xe đạp mỏng manh, cái đạp to phía sau chất đầy đủ thứ đồ phế thải. Nào là lon sắt, bình ni lông, lon nhôm, bịch ni lông, ống cao su, những món đồ chơi con nít bị hư, vân vân. Gió ngược, các bà gồng mình đạp thấy thương quá. Vì cuộc sống, người ta có thể vượt qua mọi khó khăn, và cũng vì không chịu nổi cuộc sống, cũng có người phải từ bỏ cuộc sống nửa chừng. Biển đời mênh mông, mỗi người một số phận. Đến biển Đại Lãnh, vào ngay ngày cúng đình, làng Vạn Lịch tổ chức hát dâng lên thành hoàng bản thổ, sau đó cho dân chúng trong làng tề tựu về xem. Cái sân cát trước đình đã trở thành một cái chợ chồm hổm, một vài cái liều, vài cái sạp, mấy cái thúng, cái thao, tất cả đều phục vụ cho việc bán thức ăn cho dân làng. Người ta bán hột vịt lộn, ốc, nem nướng, có cả loại ốc đen mà người ở đây gọi là ốc gạo. Phía sau sân khấu, các nghệ sĩ đang hóa trang, đông nhất là các em nhỏ. Chúng không chịu ra phía trước xem hát, mà chỉ thách quanh quẩn nơi đây để xem cách mà nghệ sĩ vẽ lên mặt như thế nào. Có đứa đứng nhìn say mê, y như hồi chúng ta còn nhỏ, cũng tò mò thích thú như vậy. Phía sân khấu đoạn hát đang diễn, mấy cái micro treo giống hồi xưa quá trời. Khán giả đến coi phần đông là bà già, phụ nữ và trẻ em. Trở ra ngoài sân đình, những trái bắp nướng nằm ngon lành trên lửa than, đang chờ mấy em bé đến mua. Có thằng nhỏ leo lên cây cột ngồi coi hát, hình ảnh của mấy chục năm về trước khó mà quên được. Ngoài mé biển, người ta cũng gắn một dòng đu quay để lượm bạc các con nít. Mẹ không cho tiền thì đành ngồi bên ngoài chơi bán đồ hàng với giỏ ốc. Sâu vào trong bãi, nhà xóm chài cất lên, cái nào cái nấy nhỏ xíu. Đàn ông ít thấy, chỉ thấy toàn là đàn bà và con nít nhiều. Nhìn thằng bé cạo đầu dì ghẻ, nhớ lại những năm trước 1960, con nít đứa nào trên đầu cũng bị ghẻ lở, phải cạo và bôi thuốc xanh lên. Lâu lắm rồi mới thấy lại. Chiếc xe bò đi tắt lội xuống mấy biển dễ hơn đi trên quốc lộ, nơi xe lớn qua lại rất nhiều, dễ gây nguy hiểm.
một hình ảnh của quá khứ nữa lại hiện ra. Cô cậu này khoảng 14-15 tuổi, tay cầm một thau cơm, nhìn thấy hết hồn. Tuổi đang lớn cho nên sức ăn rất mạnh. Tuổi cỡ này ăn vậy là bình thường, già mà ăn mạnh như vậy mới đáng sợ. Một chiếc xe bò chở đá sạn lại đi dọc theo biển. Xe chở nặng nhưng con bò vẫn đi bình thường, chân nó không bị cát làm lúng. Một chút xíu nữa quý vị sẽ biết tại sao ngay. Một bà đang ngồi nướng nem bán cho mấy em bé, gọi là chả giò cũng được. Chỉ có một miếng bánh tráng mỏng cuộn thịt hoặc mực bên trong, chấm với tương ớt ăn cũng ngon. Mấy đứa con nít hảo món này lắm, lâu lâu chạy về nhà xin tiền đến mua ăn. Vì chúng biết là làng có lễ nên cha mẹ cũng rộng rãi hơn ngày thường. Bây giờ quý vị đã biết tại sao bò kéo nặng mà chân không bị lún cát rồi chứ gì. Người ta lấy vỏ xe cắt một miếng dừa gan bằng chân bò rồi cột nó lại, thế là xong. Ở đâu khó là nó cái khôn. Bốn chiếc xe bò tạo một hình ảnh chiều tà trên bãi biển rất nên thơ. Con nít xóm biển lúc nào cũng đông đảo, phần lo kiếm con nối dõi cả nối nghề. Phần ở miền biển, ngoài việc đánh bắt những tháng biển êm, còn biển động thì ở nhà đi vô đi ra thì sanh chuyện. Sạp bán vịt, ngoài món luộc còn có món vịt nướng. Mấy ông nhậu thấy mấy đầu vịt nướng là rủ nhau làm vài ly. Thịt vịt ướp với ngũ vị, lúc nào ai đến mua thì bỏ lên lò nướng. Dĩa gói vịt miền biển chắc chắn quý vị khó ăn. Ai mà trong mình ớn ớn muốn trúng gió, ăn không tiêu, quất thịt vịt vô là bệnh nặng ngay. Ngược lại, sữa đậu nành luôn là vị thuốc bổ. Uống sữa đậu nành mỗi ngày, ăn thêm hai chén tàu hũ, người trẻ ra ít bệnh tật. Nồi ốc bươu hấp xả thật hấp dẫn, chấm với nước mắm gừng, ăn vào là tê tái. Kế bên là ốc sắc, luộc lên rồi xào với ớt. Mấy xe chơi quay số, phóng phi tiêu, chỗ nào mở hội là có mặt. Từ hồi xưa cho đến giờ, ngay cả trước trường học cũng có. Lượm bạc cắt coi như nhàn hạ và dễ dàng. Mấy đứa nhỏ leo lên cây xem hát cho rõ. Muốn có một chỗ ngồi riêng mà chúng nó thích. Tuổi của tự do không ai thích gò bó. Nếu cho chúng ghế ngồi coi đàng hoàng, chưa chắc gì chịu. Một lát là chúng sẽ bỏ ra ngay. Đến Đại Lãnh, nếu không ăn lẩu bún mực quán Kim Ánh là một điều thiếu sót. Coi chừng lộn quán Kim Anh. Mực tươi nhỏ bằng ngón cái là nguyên liệu chính. Thành phần phụ như đồ nấu canh chua. Nhưng kỹ thuật nấu của bà chủ quán quá chồng này là hết sảy. Nước lèo thơm ngon. Gọi một cái lẩu ăn, dạo qua một vòng phải châm thêm một tô mực nữa mới đã. Ăn ghiền, khi nào có dịp đi ngang đều ghé vào ăn. Ngoài lộ, người ta bán bánh đúc, bánh bèo, bún chan mắm nêm. Mấy đứa bé ăn một cách ngon lành, có 500 đồng một tô. Tôi đó cánh trường nhỏ nhỏ, nước vôi xanh bờ cỏ tươi. Lâu rồi còn thoáng mùi hương. Quý vị chú ý, người Trung ăn bún họ trộn đều rất kỹ. Trộn tới, trộn lui, trộn lên, trộn xuống. Chĩa máy quay phim vào chờ cô bé ăn. Lâu thiệt là lâu chưa thấy gắp bún đưa vào miệng. Cứ trộn hoài. Còn dân miền Nam lật qua lật lại là ăn, không có chịu khó. Mượn một ca khúc viết nên tâm sự, biết bao nỗi niềm phút giây tả từ.
hình dáng những người thân yêu xa rồi để thương nhớ nhiều, giờ biệt ly ôi thấy điều hiu. Nhìn nhau không nói, mắt rưng rưng buồn. Một thao xôi đậu giá bèo 500 đồng một gói, sáng sớm đã bán gần hết. Khách đến mùa đông, không ai khác ngoài các nhóc bé cư dân biển Đại Lãnh. Bún cá, bánh canh cá, cháo lòng, nhiều món để lựa chọn ăn sáng. Món bánh xèo miền Trung nhỏ xíu màu trắng, người ta cho thịt, giá, tôm rồi đảo qua đảo lại như cháo bại. Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa, nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đến. Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên. Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời, nhớ thương rất nhiều nói không nên. Chợ nhỏ nằm trong hẻm bán mướp, cà tím, cà dĩa, ngò, dưa leo, bắp cải, rau thơm, chanh, ớt, cà tô mách, hủ qua, rau muống, vân vân, không thiếu thứ gì. Một thao mắm nêm có cà pháo ớt trộn lẫn trong đó, người ta mua về chan muống ăn. Người bán phân từng bịch nhỏ, chỉ có 500 đồng một bịch. Chỗ bán cá không có sạp, người ta trải ni lông đổ cá lên. Có nhiều loại cá biển đựng từng dĩa một. Cá nạo thịt giò viên cũng có. Có nhiều loại cá không biết tên, hỏi mấy bà bán, sợ mấy bà nói chơi rồi nói bậy, khán giả cười chết. Phần giọng miền Trung ở biển nói cũng khó nhận ra. Nào là cá đùa, cá mó, cá mớn, còn cá đổng, cá hồng, cá lạc thì dễ rồi. Nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua, bao kỷ niệm sống lại khi hè đến. Ngày xưa ơi nhớ mãi. Trở ra lộ, mùi thơm sườn nướng bốc lên thơm phức. Người ta ăn cơm tấm gian lộ, không sợ xe tải chạy ngang, gan thiệt. Khúc lộ này cũng được đưa vào đoạn tử thần, vì xe xuống đèo cả chạy ngang đây rất nhanh. Còn ngược lại, xe cũng tăng tốc độ để chuẩn bị leo đèo. Màu áo tím ngày xưa đâu, đêm vào lòng thêm trái sầu. À buồn ơi nhớ mãi năm sau. Màu áo tím ngày xưa đâu, đêm vào lòng thêm trái sầu. À buồn ơi nhớ mãi. Quán bán phở khách ăn đông, nồi thịt bắp gân trông thật hấp dẫn. Bởi vậy việc ăn uống là do người nấu. Có khi chỗ đèo heo hút gió nhưng lại có món ăn ngon. Còn vào nhà hàng sang trọng cũng ăn món đó nhưng dở ẹt. Chuyện này là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện. Tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn. Bạn rời Đại Lãnh trở vào Nha Trang, nhưng đi đường trong bên hông sân bay Nha Trang, vào bán đảo Cam Ranh qua đường mới mở. Sân bay Cam Ranh mới này được đầu tư xây dựng mở rộng trên nền sân bay quân sự cũ. Đường băng dài 3.045 mét, rộng 45 mét, các máy bay vận tải cỡ lớn đáp được. Ngày 19 tháng 5 2004, sân bay đã được đưa vào sử dụng.
con đường thật đẹp. Đứng trên triền núi nhìn xuống, một bên là biển xanh, còn một bên là con đường ngoằn ngoèo uốn khúc. Xe chạy tiếp tục vào trục đường mới mở này, mang tên Nguyễn Tất Thành, dài 22 km. Hai bên là những đồi cát trắng nổi tiếng với những hồ nước ngọt tuyệt đẹp. Ngày mai em đi, con đã rêu phong dù buồn. Đèn phố nghe mưa tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm. Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà thương. Đến ngã ba, nếu đi thẳng sẽ vào sân bay, quẹo phải qua cầu Cam Hải ra thị trấn Cam Ranh. Con đường này đi xuyên qua các vườn xoài cổ thụ. Xe rẽ ra quốc lộ 1, ngay xí nghiệp khai thác cát trắng Cam Ranh và nhà Nguyễn Vĩnh Hòa. Người ta dự định là một cái cầu lớn nối sân bay ra thẳng thị xã Cam Ranh. Có lẽ 2 năm nữa sẽ hoàn thành. Ngày mai em đi biển, tên em gọi về, gọi hồn liêu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trong em từng giờ. Trước khi về, ghé vào quán Quỳnh Trâm gần ngã ba đường mới mở ra quốc lộ 1, ăn cơm miệng biển lần cuối, để khi về đến Sài Gòn, cái chất mặn mặn, thơm ngon của xứ biển vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Kính thưa quý vị, qua cuốn băng dĩa Nha Trang ăn uống vui chơi, chắc quý vị đã nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp và một phần đời sống của người dân Nha Trang, cũng như những món ăn miền biển. Trung tâm Rainbow chúng tôi xin cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện những chương trình khác hay và sinh động, hầu phục vụ cho quý vị giải trí trong những lúc rảnh rỗi, để nhớ về một quê hương Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rúng. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều về sự ủng hộ của quý vị đối với Trung tâm Rainbow. Và cũng qua đây, xin gửi lời chúc sức khỏe và làm ăn phát đạt đến quý vị và gia đình. Xin trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị, với phương châm phục vụ tốt, Trung tâm Rainbow càng ngày càng cố gắng đem đến cho quý vị những băng đĩa giải trí mới nhất, vui tươi, với hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt thành ủng hộ của quý vị trong suốt thời gian dài. Kính thưa quý vị, đã thương thì thương cho trót. Xin quý vị cố gắng mua băng đĩa gốc chánh hãng của Trung tâm Rainbow. Đừng nhầm lẫn mua băng đĩa copy sang lại. Mua băng đĩa gốc, đó là phần thưởng quý nhất mà quý vị đã giúp cho trung tâm chúng tôi được đứng vững để phục vụ tốt cho quý vị. Trung tâm Rainbow xin thay mặt toàn thể anh chị em công tác tại trung tâm một lần nữa gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, làm ăn thuận lợi đến quý vị và gia đình thân quyến. Mọi liên hệ xin quý vị theo địa chỉ ghi trên bìa băng đĩa. Các bạn vui lòng like, comment, subscribe.